còn thơ bên cha dấu yêu, ngày còn thơ bên cha sớm chiều, tiếng hát câu hò rộn vang trên từng nẻo quê. Ôi yêu sao tiếng cười ấm áp gia đình, lời của cha thần amen cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con ban xuống cho con hồng ân tràn chứa trao dồi cho đáng ngồi thánh đường nguyện xin Chúa thiết tha tình thương mến áp bố con ngày đêm nhuận thân xa con trần đơn ơn thiết này rằng con ở trên trời chúng con nguyện danh cho cả sang nữa cha gì đen mi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời kiêng mày đến với đời Chúa Trời ông bà và có phúc nạn mọi nữa Giêsu ông bà phúc nạn tôi tin kinh đi Chúa Trời là cha phép ta vô cùng dựng nên trời tôi tin kinh đi Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chung bởi phép đi Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh chịu nạn đời con phong vi ô phi na đang đánh trên cây thánh giá trên và tàng xa xuống ngộ tổ tông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại nên trời bên yêu đức Chúa Cha phép tác vô cùng ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết tôi tin kinh Chúa Thánh Thần tôi tin có hội thánh hằng có khắp thế này các thánh thông không tôi tin rồi tôi tin xác loài người sau sống lại tôi tin hằng sống vậy amen này con ở trên trời chúng con nguyện danh cha khải sang đưa cha chỉ đến đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời nhà con hôm nay nó ngàn ngày mà ơi chúng con như em con hôm nay
Tiếng mai đến với đời Chúa Trời ông bà có phúc nạn mọi nơi Giê-xu ông bà phúc nạn. Chúng con cay vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được nên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vui. Này cha con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nữa cha chỉ thiên đi cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Cha cho chúng con hôm nay nóng thừa hàng ngày và tha lời chúng con như chúng con tha kẻ con lời chúng con. Xin cho để chúng con chưa cam rồi nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Tiếng mai đến với lễ Chúa Trời ông bà có phúc đàn mọi nữa Giê-xu ông bà phúc đàn. Mai Đức Mẹ ơi trời con con là kẻ có tội khi nay và bây giờ năm từ an. Chúng con gây về danh Chúa nhân từ cho linh hồn an tôn được nên chốn nghỉ ngơi. Xem lấy mặt Đức Chúa Trời sáng nắng vui vẻ vô cùng an. Này cha con ở trên trời cho con nguyện danh cha khả sang đưa cha chỉ thiên đi ra thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay nương tựa hàng ngày và tha lời chúng con như chúng con tha kẻ con lời chúng con. Xin cho để chúng con chưa cam dỗ nhưng cứu chúng con trong mọi sự dữ ác. Tiếng mai đến với lời Chúa Trời ông bà có phúc nạn mọi nữa Giê-xu đồng bằng phúc nạn. Mai Đức Mẹ ơi trời con là kẻ có tội khi nay ở bây giờ nương tựa an. Chúng con gây về danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được nên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng an. Ngày ơn Đức Chúa Giê-xu giữa với trời mà xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khổ cho các linh hồn thiên hạ được đổi thì đời chúng con xin cha đất nhân lành vô cùng. Xin tha phần phạt cho linh hồn an tôn con đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi nữa nền tội thì xin cho mơ có tổ đạc ấy cho ra mà đem nên cho nương mọi sự vui thật là nước thiên đàng vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Trong tiếng khóc, cha ơi sao nỡ đành bỏ con để ra đi mãi mãi trong con bao nỗi nhớ khôn nguôi. Cha ơi cha đâu rồi, tim con đau nhói từng hồi kỷ niệm hiện về trong thương nhớ. Từng phút giây cha mãi ở bên con. Lòng con ghi khắc hình bóng cha mãi trong đời. Tình thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dày bao con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người. Đường đời dù dọc ngàn trăm lối, hãy vững tin chọn con đường yêu thương.
thương ấm áp u ấm con bao tháng năm dài. Còn đây bóng dáng người cha yêu, nụ cười nhân ái hiền hòa bao dung như đã bên con. Ôi tình yêu cha tuyệt vời. Từng ngày con luôn sống lời cha nhắc nhớ dạy bảo con, làm con phải thao hiểu ghi tâm đền đáp bao ân tình. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối hãy vững tin chọn con đường yêu thương. Mai đây con vào đời, mai đây con thành người, đường đời dù dọc ngàn trăm lối hãy vững tin chọn con đường. Anh bóp tay cho bà cụ đi, bóp vai cho bà cụ đi. Bà thế này ra nốt thì đẹp nhỉ. Sáng đi nhông nhông nhông. Thế à? Bà nói gì đi bà? Mày gọi tao mày đi ở kìa. Thì à nên nên bà cố rồi. Bóp vai vai. Rồi rồi, mi bóp vai cho bà. Con cơm mới. Con nhìn nuôi tươi, con nhìn nuôi tươi, con nhìn nhỉ, răng cái nó mới hay lắm. Nó nghèo quanh, thì cong với nhau. Anh bỏ đâu mỗi mình bà, cười nên con cười. Nhìn nuôi tươi, cái miệng của nó có hai cái răng nhỉ, cái răng đẹp rồi đấy. Mày có hiếu nhất đấy bà. Này hiếu nhất thì khóc từ nhỏ khi ông khóc về. Đấy là bà chưa chết đâu mà nó khóc từ nhỏ khi ông nó khóc về. Thằng này mai bà mà chết cho nó phải khóc từ trường học nó khóc về. Khóc mà về mà được quả xoài mà ăn tạm khóc, tai tạm khóc. Ừ, ta khóc cả ngày luôn. Xong khóc với mai đâu mà, mai bà cho 10.000 mai bà cho 10.000 không phải xin mẹ đâu, mai bà cho 10.000 đi đóng học. Tao cũng vậy, mai tạm cứ khóc vậy tạm mình tiền. Ta khóc cả ngày luôn. Thì anh nhờ, nên bác đồng chụp nhờ. Ông bảo này. Ông bảo vậy ai đẻ ra ông? Ai đẻ ra ông ngay ghi vào đây cho ai đẻ ra ông? Bà nào đẻ ra ông? Ai đẻ ra ông? Bà cố. Tôi không thấy gần về nhà thì có ai bệnh đúng mà khóc khóc. Thì có bệnh thì bệnh nhưng mà trả nhà là ai bệnh? Đây như thế không có nữa. Nào có tiền tiếp tiền với rút một chỗ nào? Không thể đói nó biết rồi. Số gì? Tháng nào mình cũng... Ôi sao nãy bảo giặt chiếu nào mà? Gì? Giặt chiếu nào mà? Giặt chiếu đấy hay cô á? Bây giờ không về mà đi à? Đi đâu? Đi đám. Không có đám đâu đâu. Đi đây, mình bóc cho bạn. Thử nó kỹ nha, còn đi, còn chán. Đi đây, mình bóc cho bạn. Nó nở ve, nở vét rồi. Nở như cái cúc vào mồm. Đâu, nở mồm ấy. Mấy nốt thì bị cục. Thế thì bị cục. Con nhìn đâu mà ăn. Chụp đi. Bà lên thành phố chơi không bà? Con cho nó mát nó. Bà ơi, bà lên thành phố chơi không? Còn khi những mẹ ba nhiêu. Bữa nay được quay mày bé à, đi được quay họ. Nay anh chết. Quay mày lớn đi, máy này cầm cho xe nó phải được rồi. Ừ. Xong. Xin tế thì bà xuống, cầu xin khỏe. Mày ban cho khỏe mày thì đâu chả đi được. Và... Cái thợ nó ốm nó yếu thì không khỏi được mà xuống với con với cháu. Được. Cứu sinh. Bà có đi Cà Mau à? Đi Cà Mau mà ăn tôm à? Thì thôi bà nói cho nó vui mồm luôn. Đi Cà Mau tôm cua không ăn được thì xem thôi. Ừ.
Chị ăn giá mà cái cua ấy nhảy, con nhảy rồi xé nó ra. Xong rồi bắt đầu rồi nhai gì đâu mà nhai mà xé. Không, xé nó ra xong rồi nhai lấy thịt nó. Xong rồi với... Nấu canh đau tơi. Ngay là nấu, nấu... Hôm qua kho ăn ngon nào. Ăn mỗi tí kia bắt sốt. Khiếp không dám ăn. Ăn một con rồi bắt sốt. Bác Năm có về không? Có. Bác Năm về chưa? Về đang sắp về. Hôm nay nói giọng nghe khác rồi nhỉ? Đấy. Giọng nghe thì gần chẳng cứu rồi. Cậu xin ăn uống được cứu tuần thì khỏi. Ừ. Mẹ có khỏi. Như thế là cái người mà bốc cái bệnh của mẹ thì đúng người nào mẹ không nói ra. Ba bốn hôm nay người lại đọc kinh mà thật là cái chỗ này không có đau gì nữa. Nằm ngửa thì nằm, nằm úp thì nằm, nằm bé thì nằm. Con trước nói về nó đầu, nó còn khóc như thế này rồi. Mà giờ không, đâu. Cách nhà nó cứ chụp đi chụp lại nhỉ. Khám đi, khám lại không mệt mệt. Thật tí giờ chỉ gọi mẹ chứ rào biệt rồi. Thế còn mệt là mệt. Mệt thì mệt thì không nói rồi, cái mệt thì ốm năng này, ốm thì mệt thì không nói. Đau ở đâu thế? Này chú tôi vậy, không đau đâu. Không đau đâu. Cái này nó có những người cất khớp nặng, nó không còn không có đau nữa. Cái bên này không biết là có đâu có đau. Mà thật có đứa mẹ. Đứa mẹ khổ. Mít. Còn sao? Mít, mít. Con nhọc với nhị này. Mệt thì có. Nhọc với khiếp đi. Có đau chít không? Cái mệt thì không có. Cố ra. Nhưng mà nó không việc gì đâu. Nó đau. Nếu hạch ở đây cũng sợ cái này, hạch nếu mà hạch ở cái hố đây không? Chứ còn hạch ở đây thì không sợ. Đây này chỗ này đây. Ở hố đây. Để hai ba cái nữa. Ôi trời kệ chỗ thiên hạ có đây, quyền nó có đây. Quyền nó có đây. Cái kia chỗ đâu có ảnh hưởng gì. Thế nó mối mày, mối mày kêu vậy, nghe mối. Mối mà kêu. Mối mày giờ này thêm hạch. Rồi thay chân chưa? Rồi. Đi rồi, cô thay quần đi cho mát con đi. Mau về mai bà cho 10.000, không phải lo nắng gì. Đoàn, chân tay thì mát mẻ lắm. Trước đây 11 cái rồi. Bộ xe tôi đi bộ. Xe đi em. Dạ. Hàng ơi, ba chở xe con này, em có đi xe không? Dạ. Nhấp con kia rồi. Ba. Đéo em. Cái bà Hương đấy. Cái bà tôi chẳng phải con đi được. Con đi trong vào rồi con về. Nó lại đi dọc hết tôi về, tổng một cái dọc đẹp rồi. Ôi, nó không gì đâu. Hôm đêm bên này. Sáng nay chụp chúng đi trong trong đi ngoài cái của nhà Thịnh rồi. Được 4 đêm nay rồi, tôi cũng kêu ra gì. Nó ho tí rồi. Nữa nào và cảm ơn Thiên Chúa. Thâu nữa nào và cảm ơn các con. Để sau nữa là bà cảm ơn các cháu đã cân cùng đứng một lòng để cùng Thiên Chúa hằng đứng mẹ cho bà ngày nay một phần bà cũng đã đỡ được 4 năm phần rồi, còn 4 năm phần nữa thì đừng có đứng mẹ bảo hoa làm sao cách nào nữa thì bà không biết, nhưng mà hiện nay giờ bà đã tỉnh tao và ăn được miếng cơm rồi, thế nào một ngày gần đây bà khỏi được thì bà cũng xuống cùng các cháu nhá. Đấy thì cầu xin cho bà lấy ở dưới những gật nhà trời nhà thánh, không có đợt nào mà ốm đâu được nào. Thì con cầu xin cho bà lấy thì làm con nước với bà xuống ninh cùng các con đi thì nay ăn tết. Vâng. Ăn tết hôm nay con nên con có bảo ông làm sao không? Có, con cũng nói chuyện với ông ạ, con vừa quay con vừa nói. Con cái hình của ông đẹp. Đi ba chở bắt thở chơi em bọc cho. Ngày kia. Các bạn đã làm cho bà cái hình của bé về để bảo đi mộ ấy. Cái hình kia đưa xuống rồi thì nào. Quay ra cái hình bé. Dạ. Cái hình bé. Có làm sao thì các con bỏ đi mộ cho bà. Con nhìn bà ngày chưa mẹ con lắm mà giờ chân tay mẹ con đau. Giá bà chưa mẹ người ta khỏe giờ về với mẹ con cũng được. Thì nghe người ta nhau, thì cái chân nhau, thì cái chân nhau nhau mọi người. Nghe muốn làm cầu xin đứa mẹ ban cho mẹ con chóng khỏi. Giá mà mẹ con khỏi được thì... Biết đây là thuốc ở đây. Dạ. Thầy biết rằng này,
bệnh nhàn bà vào cái ngày này cũng tỉnh cao hơn những các cái hôm nữa bà hiện vào về sáng mà các con đắng đi con bà chán này. Thôi có vậy nhãn đi có tí về giờ này chưa về cho ta đi ôi trời ông mày mày đi ăn cơm vậy nhà chú cho ăn cơm thơm nóng chú không lần gần như ở trong này như là như ở đâu thầy yên thích mẹ ăn không ờ à, đây đang trên đường ra đây đấy con chờ mẹ con cơ đang chở chỗ bà tí mà như vậy là đang đây đây tôi với này 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 cô sen đứng mà chở cái đang quay à đang quay bà đang quay xin cơm lên chả vai cơm lên xin vai mẹ con đi đâu chở con bây giờ con rồi con trở về đây ha ừ mẹ bảo con nhà thế mà mai đi tới đây sao bảo con nhà thế mà chồng phải đi mai con đi rẫy đây con đi làm cành đây mẹ con đi ra nhà con à bà thì mẹ con muốn đi đâu thì đi con nói vậy chứ không phải đâu mẹ con về rồi chứ con đi mua cho mày ký gậm nếp đang cho đi ký về ký nhiều không nhỉ con nhảy không biết gì bằng bà nội con sinh tôi ra một ngày nắng bên bờ thủy dương rồi theo gương cha tôi đi khắp bên bờ ruộng nước suốt nẻo đường xa một mình lê bước tha phương có những chiều sương lòng tôi bỗng nhớ quê hương rơi mênh mông nhìn vạt nắng rơi ngoài đồng xa nhìn mây trôi qua tôi bỗng nhớ quê nhà mẹ cha có những chiều mưa sầu mênh mang trốn tha hương gió rét miền xa đầy vơi thương nhớ quê tôi đôi khi muốn trở về quê muốn bỏ lại sau lưng đời sương gió đường xa não nề đêm đêm đáy lòng quặn đau dõi trong dòng sông muốn đưa quay về xa chốn sơn khê quê hương ơi hãy đợi chờ tôi có một ngày mai bóng người lữ thư trở về miền quê
chiều rơi mênh mông, nhìn vạt nắng rơi ngoài đồng xa, nhìn mây trôi qua, tôi bỗng nhớ quê nhà mẹ cha. Có những chiều mưa. Bên đây là tình nào đó, nhưng mà tao không chịu biết nghiệp liên tục. Tôi đi con gần đây tôi đâu cái gì đâu ta nó quạt nó gì tôi đi được đâu bà nó bán cả ăn mà tuyệt vời đâu bà này thì chó thì mèo mà mắc người ta mẹ người ta sống không đi đâu phải cho bà còn đồng bán là bờ về bây giờ mày thấy tôi làm gì bây giờ bà là thấy được đấy thì kinh cho bán đi chồng này. Ê, đừng nói câu về chú này nói nha. Được rồi, rồi mẹ nó rồi, đây đây này. Thôi cô chú nhá. Đây này. Tôi là vào thăm mẹ, các cô các chú nhá, với là cháu xuống thăm bà tôi là cô chú nào cũng thương mẹ tôi thì ông con đây là trước tiên là chúc ông bà ông chủ mà thích ôi được Thiên Chúa ban cho gia đình được bình an mạnh khỏe nằm sang năm là nằm ở cái nhà nữa. Đấy. Tuyệt vời rồi. Với bà Phi chứ bây giờ lại đỡ đi. Bà Xuân thì hiểu nhiều nhất. Bà Phi được hiểu. Bà Phi phải hiểu. Phi được hiểu. Nhưng hiểu. Nhưng bà Xuân có cái bữa hành. Hành nào? Bà Phi nhận rồi về 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 chơi tức không được nhà. Do bà thủ của bà. Cháu đó. Thủ cho bà Phi nói nè. Chơi thì bà. Riêng cháu nó không phải được. Bà Phi nói. Tôi gửi anh chị ra coi như mình ngày hữu về chào cho con thứ ra làm luôn luôn. Chả mất một tí cây ăn nào không? Về đông bà thủ bà ấy con chả biết nhà trong nhà ba nói chúng ta phải yêu tôi đi nhau con đi cả cứ bằng quẻ quá trời sao về phóng đại phóng đại đều là ốm là còn và xấu sao thấy bà vẫn đẹp gì vợ nó ai dùng nó thang này nó vỡ nó đâu vỡ ngược vỡ xuôi đi bóp cho bà xong rồi con quay nhá bóp cho bà rồi con đứng mãi đằng xa đi con quay ra đi con quay ra không con nhìn bà con chẳng nhìn bà ở mai không con nhìn bà biết đâu được bà nhớ này Chúa này gọi bà về con cháu mới giữ bà nhiều khi nói gì mà đưa nước ba về đó con như bà cảm thấy trong người có đỡ hẳn đâu hay là sao? Bà đứng lên và đi nhà bà nhập vô cả. Bà có người dặn nhưng có không biết nổi điểm mới được bà. Đánh vô tại thì kiểu trả ra làm sao thì nhớ cứ ăn cứ uống. Không ăn đi được nữa ấy. Trên này ăn cơm bụi nhiều nó chán mà nhỉ? Đông người nó hơi người nữa. Thay đổi được. Mình đâu chưa được. Đợi tôi có thể nói là cái người
Không bây giờ mỏi tay em mỏi nâng được bóp. Có mỏi tay không? Dạ, dài. Không muốn bóp đâu. Còn bé tí con tốn đầu gối cặt cá ư nó vậy đâu mà mai kia bảo quất đi rồi bỏ tao ra mà nó mới lúc đấy nhớ đến lúc này thì bà nhớ này cha có khi nhà ở cái thịt đỡ quả đấy xương với gân không cha thì cái thịt bọc đâu cái tay như để cái chân bà nó như vậy đấy con sẽ cho bà đây. Nói là tao không còn người thật chỉ cho bà nữa được. Tao có thứ. Tao có mãi trước nàng đồng nghĩa là đi kìa. Chân chân. Ô thì mình để nạp. Quay giờ mặt. Người chưa khổ rồi. Khổ với cả nàng nó với con. Có cái nhau ngọ. Rồi là cái thằng này. Thế nó là nghỉ đồng nghĩa. Nó có mỗi cái tìm trắng đen. Mà thấy người đến đông lắm rồi nó trả cho thêm. Thế đứa nào nó tức mình nó ỉa vào cái bể nước của nó. Vậy đời cõng lại đi một mặt ra. Cho đến mãi nhà thằng Hòa trước làng đồng nghĩa. Sát cái việc mạng chúng tao mà. Này đời vậy. Bà có nhớ cô Ní không? Cô Ní thì bây giờ... Bà còn hình dung mà được không? Có, đẹp. Không phải giống ai ở đây? Đến ngày cô thượng bây giờ mà còn bà còn nhớ nữa vợ Ní nó như vợ bao ấy nhưng mà mặt nó gãy. Cô Ní không bảo bà có buồn không? Buồn thì giờ con bà biết làm sao rồi. Bà chồng của nó theo chồng nó chứ nó theo gì bà mà nó bà nhớ nó hôm rồi à, đến mùng 8 thì mùng 9 thì đi bác Thảo bên nước lại bảo không đi nữa. Bà có nói gì với cô Ní không? Để con thao nào cho mai mốt mở cho cô ấy nghe. Ừ, bảo cô Ní bảo ơi này. Bà để cô ra là thứ năm. Mà cô ấy bỏ bà như thế nào, bà không có cô ấy. Một thời gian này bà ốm làm vậy. Mà cô còn chả thương bà, mà cô nhớ bà, cô bảo với bà nữa rằng thì giờ bà biết làm sao được. Cũng là Chúa cùng Đức Mẹ thương bà và cứu chữa bà để cho bà khỏi và thống và ở với trước là bố mẹ con đau nữa đến các cô các chú rồi đến thời gian con cháu mà đấy con non đây này từ thường thực mà đi nó cũng thương bà nó cũng quý bà vậy nữa rằng quý vợ Ní. Vậy bà có buồn không? Bà chẳng buồn. Bà có giận cô ấy không? Không. Tuổi già nó không buồn bà chứ. Ừ, không rồi. Bác có buồn thì buồn chứ. Cha cũng thức giàu tất cả cho bà rồi. Chả ăn ngày nếu mà bà có mình nhà ban đêm ban ngày. Không có phải no phần hồn cho bà nữa. Còn thì bà chẳng thứ con nào vẫn bà không thương. Bà thương lắm. Bà quý lắm. Cháu nào cũng vậy. Đây này cũng thật no, mình thật con no, mình thật gì. Nó có hiếu nhất đấy bà. Chuyển cháu đi tôn. Nó cháu có hiếu đâu mà. Không phải. Thương lắm. Anh không biết chứ bà nhận em cháu đi tôn. Ừ. Cháu nào nó đi chờ đồ hết. Thằng Lu. Hôm bữa bà dối chị em. Không bữa đang nằm sườn rồi đấy. Dối. Nó nói dối chứ còn à. Con đứa này chứ. Thấy bà bảo hồi này bà rất buồn vô cùng. Vì 10 người con thì đã chết một rồi. Còn 9 thì bây giờ cũng chả may ra vì cái cuộc sống và kinh tế trong gia đình. Và mới vào đến đây khi ông chết, ông bảo cái kìa, cô Ní nó đang là dẫn con nó vào đến đầu ngõ rồi cái kìa. Cứ bảo bác Kim vậy, bác Kim bảo không nó không vào đâu bố ạ. À. Như vậy là mai nó mới vào. Bác lên đây cho lên màn hình tí bác. Thì bây giờ lên màn hình tí. Thì bây giờ là đến đời của bà thì bà không mong nữa đâu. Con này không lên màn hình, đó là mình anh chưa lên mày không lên. Sống hay chết chúng cuộc tiền bác về tiền. Cho bà sống đi ở với các thương nữa bố con mẹ con đâu nữa. Các con để đến các cháu để đến các cháu. Đứng lại lên màn hình chứ.
Thì bây giờ nó chả nói gì đến bà nữa thì coi như là nó sống cũng là nó chết. Nó còn quý con nó hơn bà đời người. Bà cũng tin nó ra quý bà không? Mà nuôi nâng nó, nó lại bảo bà đằng đi. Thương bà không? Nó đâu cũng bảo thì đỡ, nó lại bảo bà đằng đi. Khi nó lấy chồng đằng cho nó được một cái gì? Thương bà không? Bên này à... Thương bà không? Làm sao nó đổi, có nhiều cái hay hay nó nhắn nó chửi bà vậy. Thế nhiều không? Con ấy mà. Nhiều bằng nào mà giơ tay nhanh coi. Có thời gian nào con thông nhiều bằng nào? Thì con gửi bản về cho nó. Nhà nó có gì em. Thì bảo là nó nhắn vào, nó bảo là nó đi lấy chồng không cho nó được một cái gì. Có gì mà cho con ơi. Thì chúa tôi nhà em bảo giờ nhàn cơm tối ngày mới đủ mà ăn. Nếu có gì cho nó thì giả vào đây. Rồi nó là một đến đời đảo là hai rồi nó khen thằng Lâm. Định giác cơ gì yên giác chứ bà có gì bà cho đâu. Sao mà bây giờ con vào con nom cô Thịnh đây. Chả có cái gì mà cho cô được, có mỗi cái áo khách với những cái quần rách mà về thì chú Thịnh. Mà ngày nay nó không có nhà cháy cho. Rồi nó không có cơ nghiệp. Các cậu, các chú, các cô đấy có sao đấy bây giờ. Nhà nào đang có cơ nghiệp đấy. Nó bây giờ nó chả cha bà nắm nó quen đi rồi. Nó không có mẹ đâu. Mà nào bà nằm được đêm và nghĩ rằng thì 10 đứa con chết một rồi. Còn 8 thì bây giờ nó như chết vậy. Nó coi bà như vậy. Bây giờ bà biết làm sao được. Thì nó bỏ bà thì bỏ đi chứ bà có yêu cầu đâu. Con nào đấy. Con mà đã ở lại đấy mấy hôm trước rồi còn không biết những chú thôi. Kể ra người vào bà trần hắn đã chứ đâu có phải có nó nữa. Vậy là bà có các con có chú nó. Thế là mọi thứ đi. Bà không có. Cũng chẳng giận nó đâu. Bà cũng chẳng có năng gì đâu. Con ơi ngày nay bà. Cái thằng chúa ban cho bà được đến đây rồi. Mai con về. Bà ở lại. Chả biết thằng này có khỏi không hay là rồi này. Quái giờ lại rồi mà về đời sau với ông. Các con mấy giờ cũng được đâu đó. Sống được năm nay cũng 76 tuổi rồi. Cũng chẳng còn trẻ gì nữa và mong ở lại. Còn nó lâu ngày. Thì con, bà nói có vậy đấy rồi con thâu vào con nói với cô. Khi những còn con cô ấy ở đây dưới kia kìa. Mà chả nói gì đến bà đâu. Mà ừ, con nó đầy đi đấy. Mà nó chả nói gì đến, nó được lời. Nó giờ điện thoại nó như thế nào. Cái người ở gần nhau thì nó cũng được câu, nó động viên bà. Con đi tươi bà không bế nó thả quá. Thả tay đà nạn nó. Cấm giữa con nó. Đói khá thì cái núi đằng đầu rồi đã chín mấy đâu. Ta nhặt hết những cái bông chín mà đưa về. Mà tuốt nó ra để rang thành gạo bông nên mà nuôi cháu mẹ nó cấm đứa nó. Mà nuôi nâng cháu. Mãi chứ có bà đằng gì. Bỏ quên nó đâu. Mà giờ nó ở bà vậy. Chứ bà có yêu cầu ở này. Vào cho bà 5 đồng, 10 đồng. Hay là nuôi bà. Vậy là con cái đầu con. Ví dụ, nó nhìn thấy bà nó vào cho con, nó nhìn thấy bà vài hôm thì nó về. Cũng được chứ đâu bà có bắt cháu phải cho bà đâu. Chết cho hết ạ, cho bà. Chứ có đâu. Thằng này nè, đó, thằng này nó làm đi tôn hồng ngoại đấy bà. Hồng ngoại cho bà cho nó làm đi tôn đi. Đi tôn thì đi cá thì đi chứ. Con chẳng biết đâu với đợt ông chết nấy chúa. Đông quá ngàn bạn là không có con ấy nhỉ. Có mày hay có ông Hiền. Trước nữa bà cảm ơn vì tên đâu nữa bà cảm ơn các con. Cũng nhiệt tình giúp đỡ bà. Để mà thuốc thang cho bà để cho bà được sống. Mà ở với các chú này chú, các chú tốt lắm con ơi.
mà nói ra thì bà chảy nước mắt đó. Anh Đính đi mau mà về. Hôm đi thành phố ấy, bà bảo này anh đi mau mà về. Anh bảo con chỉ đi mỗi hai hôm là con về. Mẹ ở nhà để ăn men uống nước học hỏi. Thì bây giờ bà cũng chả biết làm sao được. Cầu đi mà về trên ban cho bà sống được đâu. Cái ý là điều tốt mà. Không thì bà chết thì bà chỉ có lời cảm ơn các con, rồi các cháu, đến rồi đến bà con hàng xóm nắng thì ở đây mà tốt nhất. Thì còn nào vậy chứ bà không cho con nào mà tốt hơn. Thì bây giờ hai cậu thì cậu ở đây, cậu ở ngoài ý. Thì con trai thì bây giờ các cậu cũng phải chăm sóc bà hơn. Còn các anh ấy thì cô được anh tốt lắm, không có anh nào mà bà bảo này con này chẳng tốt hay con kia tốt. Thì bây giờ bà chỉ biết nói vậy thôi. Chút nữa bà cảm ơn các con để giúp đỡ bà thuốc men rồi thì đi viện, đi về, đi ra, đi vào đêm ngày chăm sóc bà miếng cơm một nước. Cảm ơn trước nữa. Còn các cháu thành phố thì cũng vậy. Trước nữa bảo cảm ơn cháu Điểm, cháu Vàng, rồi đến các cháu Đồng. Cháu gì? Vàng chẳng biết nữa. Bây giờ bảo cảm ơn hết các cháu. Và còn sống được trong 3 năm nữa thì ở các cháu. Thì có một ngày gần đây rồi, về xuống và chơi. Dạ, cái thợ phải quay cái chỗ này. Rõ hứa bà xuống rồi bà thăm các anh, các chị rồi đấy. Ừ, thì bà cứ nghĩ bảo này. Nếu mà bà khỏe được thì bà giữ con bé ở lại ở đây nó. Rồi một năm rồi lại nó con bé con đó không thôi. Nồng nó muốn lắm mà không làm đâu. Kiểu con ở với bà đây đâu không?